Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Mua Bán Ô Tô của Em Lợi. Lời đầu tiên em Lợi xin gửi đến toàn thể quý vị các bạn một lời chúc sức khỏe, một lời chào trân trọng nhất. Và quý anh chị nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại quận Hà Đông, Hà Nội. Và quý anh chị nào có nhu cầu mua bán xe, trao đổi nhớ liên hệ ủng hộ em Lợi. Bên em Lợi chuyên thu mua các dòng xe ô tô đã qua sử dụng, ưu tiên các dòng xe bán tải và yêu cầu là xe đẹp. Và hôm nay em Lợi xin quay giới thiệu đến toàn thể quý vị các bạn một chiếc xe bên em vừa mới nhập về. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô của em Lợi. Và hôm nay em Lợi xin giới thiệu chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2011, số sàn một cầu máy dầu màu vàng cát. Về tình trạng chiếc xe thì bên em đã kiểm tra toàn bộ chiếc xe là nguyên bản, không có dấu hiệu bị đâm va, biến dạng ô tô của kính và đèn. Và an ninh pháp lý thì bên em đã rút hồ sơ ra, nên là quý anh chị sẵn về nộp thuế và bấm biển ở tỉnh mình, bất kỳ tỉnh nào toàn quốc trên Việt Nam. Với chiếc xe Hilux này bên em đang chào bán với giá hơn 300 triệu một chút. Quý anh chị nào mà có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090, hoặc các bác có thể qua địa chỉ đối diện bến xe ở quận Hà Đông, Hà Nội để được xem xe và tư vấn trực tiếp. Anh chị em nào lần đầu tiên xem video của em Lợi, cho em Lợi xin giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô tại Hà Đông, Hà Nội. Quý anh chị nào mà có nhu cầu bán xe, trao đổi xe, liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986 265 090. Và quý vị các bạn ấn chuông theo dõi, chia sẻ, like kênh thì sẽ cập nhật sớm nhất cái dòng xe bên em vừa mới về. Vừa rồi em vừa quay toàn bộ về phần ngoại thất bên ngoài của chiếc xe. Xe màu vàng cát nhập nguyên chiếc Thái Lan, sử dụng động cơ máy dầu, đi khá là tiết kiệm, 6-7 lít 100 cây. Vâng, về thương hiệu Toyota Hilux thì cũng bác biết rồi, đi khá là bền. Toàn bộ khe hở cánh cửa cabo khá là đều nhau. Và đèn pha đây, toàn bộ đèn pha xịn sò, mặt ca lăng cực kỳ đẹp, đến cái đèn gầm khá là sáng. Toàn bộ kính không có dấu hiệu bị rạn nứt, nóc khá là đẹp. Đấy, toàn bộ kính đấy, toàn bộ là không có dấu hiệu bị rạn nứt. Và bác chủ trước đã dán thêm kính chống nắng 3M rồi. Lốp của chiếc xe thì đang còn dùng được, quý anh chị yên tâm. Về phần lốp là răng đúc từ các cái phần gầm, em quay cho quý anh chị xem đây, phần gầm không có dấu hiệu bị dí dầu, thấm dầu. Với phân khúc tầm tiền hơn 300, quý anh chị sở hữu ngay được một chiếc thì lúc đây em quay ở góc độ nghiêng này, quý anh chị nhìn đường đồng và cái vỏ nó rất là căng, không có dấu hiệu bị bả tiết mấp mô. Toàn bộ cụm đèn hậu phía sau của chiếc xe này vẫn phần gầm phía sau. Em chạy thử cái phần gầm này khá là chắc và không có dấu hiệu bị lọc cọc do dung pin. Vâng, đây là phần nội thất bên trong của chiếc xe. Toàn bộ phần nội thất thì bóng khí là nguyên zin, ghế da màu kem bơ khá là đẹp. Và hộp số sàn 5 cấp. Xe thì đã bác chủ trước độ thêm màn hình DVD. Vô lăng khá là mới và đẹp đấy ạ. Đây là toàn bộ tay nắm tappy mấy cánh cửa của chiếc xe, và đặc biệt là các phần chỉ cánh cửa cabo đây, nguyên zin hết từ đầu. Vâng, kính của Toyota sản xuất năm 2011 nên là có biểu tượng số 1. Ngay toàn bộ tay nắm ở cửa tappy này nó khá là đẹp và bậc lên xuống này. Đấy, toàn bộ không có dấu hiệu bị chảy xước. Ốc tai cánh cửa là nguyên zin đi ạ. Toàn bộ các ốc khóa, ốc tai từ các cái lót sàn này rất chi là chỉnh chu và đẹp. Ghế thì rất chi là căng. Đây là ghế phía sau của chiếc xe, toàn bộ hàng ghế phía sau cực kỳ đẹp, trần ý nguyên bản từ đầu. Đây là cái phần cánh cửa phía sau, toàn bộ phần chỉ là zin hết đấy ạ.
ốc khóa này nguyên bản. Táp phía tay nắm mở cửa khá là mới và đẹp từ bậc lên xuống này. Vâng, đây là hai cánh cửa bên lái của chiếc xe. Toàn bộ hai cánh cửa thì chỉ đều là chỉ zin hết đấy ạ. Tay nắm mở cửa đây, cực kỳ đẹp. Tất cả thông số kính đều của hãng Toyota. Từ các ốc khóa bản lề là chưa dấu hiệu bị tháo lắp đấy ạ. Vâng, đây là phần máy của động cơ của chiếc xe. Thì cơ bản động cơ thì nguyên zin từ đầu, không có dấu hiệu bị làm lại hơi. Và máy rất chỉ là khô ráo sạch sẽ. Từ các ốc tai, ốc đèn và ốc cabo rất chỉ là khôn và chưa có dấu hiệu bị tháo lắp, chỉ cabo là nguyên zin. Củ ABS 4 bánh này, đèn pha, mặt ca lăng, máy khá là đẹp. Vâng, đây là toàn bộ tiếng động cơ đang hoạt động khá là êm. Động cơ không có dấu hiệu bị rung lắc. Vâng, vừa rồi em Lợi vừa quay chào bán đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc xe Toyota Hilux sản xuất năm 2011, số sàn một cầu máy dầu. Quý anh chị nào có nhu cầu nhanh tay liên hệ với em Lợi qua số điện thoại 0986265090. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn.